mấy cái vùng của má thì đã ngứa, mấy vùng da nhạy cảm như là gần mí mắt với lại ở phía dưới này là nó sẽ đau. Trên trán cũng vậy, trên trán là gì, xương da với xương sẽ đau, nó không có thịt. Mình chuyển địa điểm thì đỡ đau ha. Hồi lúc em coi cái máy nó thành rõ không? Để sát lại đây. Sẵn là chị qua chị sàn qua đó luôn, lai luôn bên đó luôn.
nó mốt mà khách nào mà bận rộn có thời gian là mình xử theo cách này, quạt kiểu đó đó, mau khô cho người ta, người ta về. Mình chỉ có làm với chơi thôi. Bạn này nhà mình bự cái mặt xíu nha. Ánh sáng đâu? Trả lương đủ dịp. Thằng bên này trả lương đủ dịp. Ok. Mấy đứa dở, không chạy qua đó kiếm chị. Để làm lẹ trong ngày đó mà không kịp nào, mà anh đã mất thời gian lắm. Thôi biết gì nhà đâu. Ừ, đứng đêm mình hỏi em. Em hỏi theo sao bà chị? Sao có cục xôi cho mấy mẹ? Ở làm mấy bàn chị? Không à. Tám xong hồi bà gọi cho cục xôi mong về. Không, bà thợ nấu. Thì bà thợ nấu. Nấu quen. Nói chuyện anh chuẩn bị ra về đó, đó là vậy thôi à. Thôi tính chờ đó, chờ nãy giờ tắt nó về tới, mà thôi chưa về tới. Thôi nha. Từ giả chỉ xong là còn đi tàu sửa quốc tế, 8 dòng. Đây là ca khác nha quý khách. Ca nãy khác, ca này khác. Lột ra có mụn cám gì không? Mụn cám với mấy mụn dạ.
chào hoan đào. Sao không lột bớt? Lột bớt, lột không hết đâu anh Đào ơi. Bởi vì đây là mụn sâu trong da, mình phải dùng phương pháp này mình mới lấy nhân ra hết được. Ai cũng muốn chọn việc nhẹ nhàng mà đúng không? Nhưng mà lột không có hết nên mình phải áp dụng phương pháp khác. Nếu mà lột hết thì mình đâu gọi là đẳng cấp nữa đâu ha. Chào chị Yến Phan. Ghê mà phái nhìn hả chị Yến? Mâu thuẫn quá ha. Chị ơi, mụn cốc của em to rồi. À, cầm phiếu tới chị làm lại cho nha, nha em. Miễn phí ha. Anh Đào, làm lại miễn phí nha anh Đào. Mang phiếu tới chị bắn lại miễn phí nha. Đi nặng không đâu chị? Chị Phương. Đi nặng không đâu? Ở đây nặng không đâu hả? Chỗ khác nặng đau hơn hả? Chỗ khác là cắn răng mà la. Vậy là mới lên nặng lần đầu hả cưng? Giờ lần thứ ba. À. Có kết bạn chị chưa? Về kết bạn coi. Chị quay á. Mà đều không quay mặt, quay da con không. Ok, ok, hoa anh Đào, mai ra đi em. Nhớ mang phiếu theo nha cưng. Cho bóng bông đắp lên nha mặt. Mỏng thôi. Ok, chiều mai được luôn nha em. Chị Thấm làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng đến 21 giờ đêm nha.
chia sẻ giúp cho mình với nhé. Chào Bùi Hiền. Điều trị mụn thật đơn giản và tốn kém không nhiều tiền. Nếu khách điều trị đúng nơi đúng chỗ thì an toàn, đẹp, không tốn nhiều chi phí. Quý khách đi không đúng nơi đúng chỗ để lại sẹo, rỗ, sẹo mụn sẽ điều trị rất tốn tiền như quý khách và mất rất nhiều thời gian. Bạn nào lỡ như đã đi điều trị nơi khác bị sẹo rồi thì đến đây mình điều trị. Bên mình có điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo mụn luôn nha quý khách. Ở đâu? Ừ, dưới đất, da mỏng luôn. Như là vùng da nhạy cảm nên nó sẽ hơi đau hơn những chỗ khác một tí. Cắn chặt răng, hít sâu vô. Tinh thông luôn. Thầy là thợ săn những cục mụn, còn em là săn những cái hình ảnh đẹp. Trời ơi, mát lên nóc nhà ngồi ha.
tự sướng á, cái đó gọi là tự sướng á, đúng không? Có đâu. Để phục vụ cho quý khách. Có biết tiền chị Thắm không? Biết. Biết chị Thắm không? Biết. Biết tôi không không? Biết tôi không? Biết tôi không? Biết không? Biết chị Thắm không? Biết. Máu nhiều gì vậy? Không. Ngay chỗ cái vết mỗi một mụn nó sẽ có một giọt máu rớt ra, là giọt máu là giọt máu thâm. Nếu em không ra được giọt máu nó sẽ bị thâm, giọt máu nó sẽ giúp em làm da lại, bong ngoài ra và không để lại vết sẹo. Em đi ra đường rồi, biết tiền chị Thắm không? Biết. Biết nặng mụn giỏ không? Biết. Biết tôi không? Không, tôi phim làm sao biết tôi. Tôi là người quay lại kia luôn. Anh kể. Giống gia đình là số 1 đấy Tâm. Sát bà bầu chỉ bà cách là ăn uống như dân cái mà kêu hỏi chị này mấy đứa mà cái bà bầu bầu nó chưa chồng mà nó vui lắm. Chưa chồng sao kinh nghiệm gì nãy mấy người ngồi bàn chuyện là cười không nếp miệng. Chưa thấy chị quay mắt điện. Đúng không? Chào. Chưa thấy chị quay mắt điện đúng không? Hả? Chưa. Chưa thấy. Là sao? Cúp điện nó, điện nó quay cái tập, nó chạy cái con. Nè có mũi thuốc tê chích em mũi. Chích không có hiệu quả gì đâu cưng. Chích mũi, hát chích tê ngay vừa mình chích thôi. Nói thí dụ như cái diện tích xung quanh nó chỉ thế là gì? Có nghĩa là giống như cái đồng xu vậy đó. Em để vô thôi là còn mấy vùng khác này nó lại không có. Nếu như chích thuốc tê được chỉ chích nãy mới vỡ không đau giờ toàn thuốc tê mấy vùng. Ừ. Làm anh thấy gì động hả? Hay là làm đâu kia? Chầm coi. Nhìn đoán cũng đúng. Ở đâu? Chầm coi. Ở đâu? Quán cà phê mới. À. Bây giờ chị nghe nói khen quán nó đẹp, mà chị chưa có đi lại được. Uống nước đợi lâu lắm, tiếng mấy 2 tiếng. Là lý do làm sao cơn đông quá hả? Được. Chút nó về kêu Trầm coi trả tiền chị đang bi em cho Trầm coi trên live stream của chị. Nhân viên áo vàng tên gì? Hai giờ tới cả cưng. Dạ. 2:01 được không? 2:10 hay chút. Hoặc là 2:01 á, 2:01 có nghĩa là hơn 2 giờ một chút á. Được. Chào Thanh Nga, Mi Lộc, Hạnh Lê, chào Hạnh Lê, cái gì bo, bún bò hả?
sẽ đi trường vùng đất. Kinh nghiệm trên một năm. Là nhân viên thay thế kinh nghiệm 13 tháng trên năm. Đúng không? Không, em cũng không biết nữa. Trên năm. Thì chị nghĩ là 13 tháng. Coi đi, hôm bữa là coi live stream, giờ coi trực tiếp luôn. Phê hay phê nó ốc cũng hay sao? Dạ. Không phải, con bé này cũng coi mà nói ốc là hỏi phê nó ốc hay sao? Đã không? Điện này là muốn bay rồi. Thật ấm. Cứ coi không? Có coi live stream của chị không? Dạ, chưa, chưa. Các bạn mới về coi. Dạ. Như đây hai đa màu gần, buồn gần mắt mà à. Đúng không? Không, nó đâu bằng ở chỗ càng. Ừ. Chưa. Cứ giữ vô một mắt bôi đây nè. Nè. Lo mà coi quá không lo cho nè. Chào Phước An, Quỳnh Nga. Nhúc nhích, đừng có nhúc nhích cái máy. Người ta coi người ta sẽ rất là chóng mặt. Chào chị Xuân Yên. Coi ghiền không chị? Thả tim cho em đi chị. Mai khỏe không chị? Lâu quá em không có về quê. Phải gọi đúng là bà tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Yên. Bà tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm tổng hợp Kim Spa. Cho em tim nữa đi chị. Chú nhớ tim luôn không? Đau tim. Đau tim luôn hả? Nữa có siêu không chị? Chào chị Kim Phượng Lê. Bữa nay chị Phượng không có đi đám. Chị Phượng bữa nay không có đi đám. Thì chị ở đâu vậy chị? Đám Tân Gia nhà chị Lan. Địa chỉ ở đường số chào Nguyễn Dũng. Địa chỉ ở đường số 8 thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành nha. Đối diện nhà thờ Chân Thành nha Nguyễn Dũng. Mình có để địa chỉ và số điện thoại ở trên đó.
ở đây điều trị cho cả nam lẫn nữ luôn nha Nguyễn Dũng. Chào Lộc Nguyên. Chị Kim Phượng Lê, chị đang ở Vũng Tàu Thắm ơi. Dạ, hồi nãy em có gặp cái chị cô giáo gì, cô giáo viên gì em quên rồi. Chị cũng nói như vậy, nhưng mà tại vì em hỏi thăm chị vậy đó. Đi chơi hả chị, chúc chị đi chơi vui vẻ nha. Chị Phượng, Kim Phượng Lê. Em thì chị mượn rất hay. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy em được có sưng không chị? Không. Nó sưng lên là ông chủ cũng chửi em chết. Không, nếu như mà về ông cự em, ông nói là anh còn chưa cảm ơn em, nãy em quảng cáo anh live stream cả thế giới đều biết luôn đó. Quán của anh đó. Ông chủ trầm coi. Cắn chặt răng và hít sâu vô đây cưng. Sắp xong rồi cưng. Cưng đã được phút 70 rồi. Chào anh Lê Phạm Tiền, không may hay bà ngồi đây coi live stream của tôi vậy bà Tiền. Nay mẹ khỏe chưa Tiền? Có đi về quê chăm mẹ nữa không? Xin chào Trần Mỹ Dung. Trần Mỹ Dung này có phải là công ty bất động sản không ta? Đúng rồi hả em?
Đây, cho em nghỉ xíu chị. Ừ. Chị không nổi. Ký tên luôn Thảo. Chết quá. Chị thắm suốt đời. Đúng thấm luôn. Đúng thấm rồi ha. Thấm như vậy thấm, thấm. Thấm. Ám âm. Thấm là nó mắm là nó thấm thiết khác, còn là thấm. Thôi.
Chào Nguyên Nga. Chào Lê Cẩm Tú. Chào cô Tâm ạ. Thả tim cho con đi cô. Chào Xuân Hạ. Chào Duy Nguyễn. Chào Ngọc Anh Phạm. Nước mắt chảy rồi. Có phần đau trong đó. Chị sẽ quê một hũ thuốc vừa trị được hết mụn lành. Ôi sao bị lên men hả chị? Làm vết thương và đồng thời trị luôn cái này. Mà làm sao? Thường thì mấy cô cậu thanh niên á, mới nó lên á là hay thay đổi nội tiết tố là nó hay bị dễ cưng. Thì rất là nội tiết bị. Ngứa không? Có hay là ngứa không? Dạ. Đau à? Không, cái lông đen á. Không.
chơi. Rồi. Nhưng mà chưa hết rồi. Cáo năng là hết xong rồi. Lâu chưa? Lâu hơn hả? Dạ. Yeah. Sắp xong rồi. Này cỡ một tuần sau qua em đi quay lại được không chị? Được, làm nữa cho đẹp trai rực rỡ, thành xoái ca nha. Em xoái chán. Xin chào Mai Trung Dũng. Cả nhà chia sẻ giúp mình nha, cho mọi người cùng biết để đến điều trị nha. Còn phần nào nữa chị? Còn ít lắm, ráng đi cưng, cho nó đẹp luôn. Về rửa mặt nó láng nghe, nó sung sướng. Lại chú thôi. Đã ngứa hả? Lâu, đau quá. Đừng đang ngứa nha. Còi mọng phải được lấy ra hết như vậy nha quý khách. Sau đó mình xử lý qua tia cực tím diệt vi khuẩn, chiếu ánh sáng sinh học để giúp da lành vết thương. Về xích thuốc đã hết 100%, không để lại sẹo nha quý khách. Làm đúng, hiệu quả cao, tốn ít chi phí nữa. Xin phép được tạm dừng ở đây nha quý khách. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.